Ngày hôm nay, huyện Thạnh Phú vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến F0. Thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thạnh Phú có ghi nhận một trường hợp F0 là ông TTC, cư ngụ tại An Ninh B, xã An Thuận, có đến giao dịch tại ngân hàng Aribank chi nhánh Thạnh Phú. Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thạnh Phú xin thông báo một số nội dung như sau. Ngày 12 tháng 8, lúc 6 giờ 40 phút sáng đến 8 giờ 30 phút sáng, trường hợp F0 là ông TTC đến giao dịch tại ngân hàng Aribank và có tiếp xúc với nhân viên ngân hàng và khách hàng. Để kịp thời truy vết khoanh vùng, quản lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Thạnh Phú xin đề nghị lãnh đạo ngân hàng Aribank chi nhánh Thạnh Phú thông tin đến nhân viên ngân hàng và các khách hàng có đến giao dịch tại ngân hàng trong khoảng thời gian nêu trên là từ 6 giờ 40 phút đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8 đến trạm y tế gần nhất để được khai báo và theo dõi sức khỏe. Cũng trong ngày hôm nay, Trà Vinh cũng đã thống nhất là thời gian thực hiện giãn cách xã hội chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 15 ngày nữa. Thì sáng ngày hôm nay, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh xác nhận tỉnh này sẽ thực hiện giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 thêm 15 ngày nữa kể từ ngày hết giãn cách xã hội theo chỉ thị số 10 mà tỉnh đã áp dụng. Thì theo ông Hẳn thì tính đến ngày 15 tháng 8 sẽ kết thúc đợt giãn cách cũ. Sau đó tính từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 tỉnh sẽ áp dụng giãn cách thêm 15 ngày nữa, đồng nghĩa là đến hết tháng 8. Còn tại Tiền Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức họp bàn giải quyết tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thì cuộc họp là thống nhất là tiếp tục biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ. Thưa các bạn, hôm qua 13 tháng 8, Bến Tre có một thông báo về đánh giá tình hình tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trong đó bao gồm những nội dung chính như sau: là Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cấp là phải rà soát quản lý cách ly F1, F0 tại nhà, là phải lưu ý là phải đủ điều kiện tối thiểu, có hướng dẫn cụ thể, kiểm tra cụ thể, tránh lây lan trong gia đình và cộng đồng. Còn đối với tài xế và người vận chuyển tiêu thụ hàng hóa, trong tình hình ưu tiên là phải tiêm phòng, vận động nhà xe và tài xế thực hiện tiêm phòng và test nhanh để lưu thông. Tài xế ngoài tỉnh thì thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ Y tế là không kiểm soát trên quốc lộ nhưng phải kiểm soát tại bến đỗ phù hợp với tình hình của địa phương. Và một thông tin nữa là cố gắng giữ vùng xanh và khôi phục vùng xanh, linh động trong thực hiện chỉ thị số 16 tại vùng xanh để phát triển kinh tế, giữ vững và khôi phục vùng xanh, bắt đầu khai thác các lĩnh vực như là du lịch dành cho người có xét nghiệm âm tính, du lịch ba tại chỗ tại các vùng xanh có tiềm năng như là Chợ Lách và thành phố Bến Tre, và giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, và phải có kế hoạch phòng chống thiên tai bão lũ và hạn mặn trong những tháng cuối năm 2021. Còn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì trong thông báo có nêu như sau, là về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ hay không thì phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để làm căn cứ quyết định và giải pháp tiếp theo. Đó là một trong những cái nội dung chính trong cái thông báo ngày hôm qua của Bến Tre ngày 13 tháng 8. Thông tin cuối cùng cho bản tin tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có một ca mắc Covid-19 mới liên quan đến ổ dịch khoa nội A Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Đây là đã được cách ly tại khoa nội A Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, không phải là ca cộng đồng. Thì tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, Bến Tre có 1.302 ca mắc Covid-19. Thì hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm một ca tử vong nữa. Thì tính đến nay Bến Tre có 27 ca tử vong. Thì số ra viện trong ngày hôm nay là 46. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 640 ca đã ra viện. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 23 ca mắc Covid-19 mới. Và thông tin về ca tử vong số 26, đó là nữ sinh năm 1950, có địa chỉ tại Quế Thành, huyện Châu Thành, nhập viện Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 21 tháng 7 do bệnh nhân ung thư vú đang hóa trị, đái tháo đường tiếp 2, ho đàm, khó thở. Ngày 10 tháng 8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính liên quan đến chùm ca bệnh khoa nội A Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân nguy kịch, niêm hồng nhạt, khó thở, co kéo, cơ hô hấp phụ, suy kiệt, phù chi. Dù đã được các cán bộ y tế tận tình điều trị nhưng không qua khỏi, bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm qua 13 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là ung thư vú đang hóa trị, thiếu máu,
mãn mức độ nặng đái tháo đường type 2 suy kiệt và nhiễm SARS-CoV-2. Ca tử vong thứ 27 là ca tử vong được ghi nhận vào ngày hôm nay, là sinh năm 1954, có địa chỉ tại ấp Bình Tiên 1, xã Bình Hòa, huyện Dòng Trơm, nhập viện ngày 23 tháng 7. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 và được cách ly tập trung và lấy mẫu PCR dương tính. Điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, ăn ngủ được, không ho, không khó thở. Qua thời gian điều trị 23 ngày, đến 8 giờ ngày hôm qua, 13 tháng 8, bệnh nhân có triệu chứng nặng dần, huyết áp bằng 0. Dù đã được các cán bộ y tế tận tình cứu chữa, tuy nhiên, đến tối ngày hôm qua, 22 giờ 50 phút, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp nặng, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và cơ sinh do thuốc. Mình cũng xin kết thúc bản tin nhanh chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.